Anh ơi, anh định đi coi phim hả? À, anh thích gì? Anh thích gì? Anh thích phim nào? Anh thích loại phim nào? Ôi, em thích phim kinh dị lắm. Bởi vì vô coi phim kinh dị mới là em sợ lắm. Lên đây, tôi bận rồi. Lên đây, tôi bận rồi. Cái gì khùng quá? Khùng quá, ăn bắp nước gì không? Em bao luôn, em bao anh luôn. Và Linh ơi, tôi nói tôi bận, Linh không nghe hả Linh? Tôi nói tôi bận. Sao tự nhiên anh quá ảo với em? Sao tự nhiên anh cáu với em vậy? Đi coi phim là chịu, nãy Vi nó chỉ em nói mà. Nó nói anh muốn đi coi phim mà, chứ đâu phải là em muốn. Còn bữa nay em gặp anh là em muốn mời anh qua nhà em để mời anh uống nước cam. Ôi biết sao không, má em ở dưới quê đó, dưới Long An mới gửi lên mấy cần xế cam. Trời cam, cam nước ngon quá. Anh qua nhà em uống nước cam không? Thôi tôi ngán cam lắm, tôi có công chuyện. Linh ơi, Linh thông cảm cho tôi đi. Không, qua nhà em uống nước cam, cam ngon lắm. Trời, em dắt sẵn để nhà đi. Qua nhà em uống nước cam tôi đi. Tôi khoái quýt à, tôi không có khoái cam. Ôi, cho nên uống nước cam đi, qua nhà em đi. Đi với em đi, không đi là em la lên đó, em la lên. La lên cái gì? Em la, đi. Trời ơi, Linh ơi, Linh, tôi rối với Linh thiệt luôn á. Qua uống nước cam thôi chứ không có làm gì hết à nghe. Trời, sao làm gì được, không làm gì đâu. Đi, sao sợ. Cái gì vậy? Không, em sao sợ. Đi. Rồi anh sẽ chết dưới tay em Tùng mà. Bên trái là có, bên phải là không. Trái có phải không, trái có phải không, trái có phải không. Trời ơi, không bắt máy nữa. Vi ơi là Vi. Đi về làm bèm gì vậy? À, trái phải à? Không trái phải là sao? Không có gì hả? À, trái phải à, ý em muốn nói là anh và em đừng làm trái những điều mà chúng ta phải làm. có gì trong đó hay sao mà cứ trái phải hoài? Xin lỗi. Alo, tôi nghe này chị Hương. Alo, Tùng hả? Ủa, mà Tùng đang ở đâu vậy? À, tôi đang có công chuyện, có gì không vậy chị Hương? Nói nghe nè, Hương nói nhanh lắm. À, Hương có hai cái vé đi xem kịch ma. Tùng đi với Hương, Hương sợ ma quá trời quá đất luôn á, nên mới rủ Tùng đó. Bây giờ gặp nhau làm sao? Thôi được rồi, để Hương tới đón. Tùng đang ở đâu vậy? Alo. Anh Tùng bận rồi. Anh Tùng bây giờ đang trong phòng tay của tôi rồi, đừng có làm phiền anh nữa. Ê, cái gì vậy Linh? Con nhỏ này đeo Tùng gì mà đeo như đĩa vậy mày? Da dễ sợ luôn. Mình phải tìm cách cắt nó mới được. Nè. Trời ơi Linh ơi, sao tự nhiên ăn nói kỳ cục vậy? Em đã nói mấy lần rồi, em không thích anh qua lại với cái bà đó. Qua lại cái gì, người ta mời tôi đi coi kịch mà. Anh ngồi yên đó, bây giờ uống nước cam xong đi rồi em dẫn anh đi coi phim. Trời ơi, nước cam gì nước cam mà tôi nghi ngờ có cái gì trong đây nè. Không có gì hết. Mấy giờ uống đi. Uống nước cam đi anh. Trong nước cam có gì nói thiệt cho tôi nghe đi. Chứ tôi thấy nãy giờ cái ánh mắt nhìn vô hai ly nước cam này nó kỳ kỳ đó. Nó không có cái gì hết. Trời ơi, em đã nói rồi, anh thấy không? Cam vắt nguyên chất tươi, không có gì hết. Uống đi. Uống. Uống. Uống ly này đi, uống ly này đi. Quá uống ly này. Là cuối cùng vũ ly nào? Không, bây giờ thì hai đứa mình xì xong nữa. Xì xong là sao? Hả? Chứ giờ em uống đi ly nào nữa. Ủa giờ hai ly giống nhau, giờ uống ly nào cũng được, bắt gì phải xì xăm gì đó. À
không, mình xin xong là tình yêu anh ơi, cút bắt trò chơi cho trời nó. Trời Linh ơi, lớn rồi Linh ơi, đâu có cần phải vậy đâu Linh. Bây giờ thôi, giờ mệt quá, nói thiệt cho tôi biết đi, hai ly nước cam mày có cái gì trong đây? Anh Tùng, hình như trong anh không bao giờ tin em, anh không có lòng tin ở em đúng không? Đúng. Mày Linh lúc nào cũng vậy hết á. Em khẳng định với anh, trong hai ly nước cam này không có cái gì hết. Anh không tin đúng không? Tôi không tin. Anh không tin đúng không? Ừ. Được rồi, em uống cho anh nhiều lòng. Rồi, hơi xuống nè, rồi uống nè. Thấy chưa? Có gì đâu, có gì đâu, có gì đâu. Thì bây giờ anh uống đi. Anh Tùng, giờ phải uống hả? Uống đi. Sao tôi cũng nghi ngờ trong ly nước cam có gì đó. Trời ơi, thôi thôi đừng nghi ngờ, em uống chứng minh cho anh coi rồi. Anh nào mẹ, anh nào được Tùng. Ừ, chào con trai. Con ngủ cam nha. Ừ, ê, ê, dừng dừng. Tay mạnh. Gì vậy? Con khát, con về con uống mà mẹ cũng... Khát thì vô nhà lấy lọc uống. Nước cam này là của chú Tùng. Ở đâu xứng xa xứng xác vô nhỉ? Sao uống đó đi. Chú Tùng cho con kìa. Ê ê không, anh bảy con đít không được uống nước cam. Con đít uống nước cam vô là dễ tổn hại sức khỏe lắm. Ủa, ngày sao nào tổn hại sức khỏe? Tổn hại sức khỏe là sao? Hả? À không, nói chung là nó không được uống nước cam này vậy thôi. Nó mới chơi thể thao, nó nạp vitamin C vô là hợp lý, chẳng có gì cả. Uống đi con. Nhưng đó. Mà không. Ôi, anh ơi, vitamin C này, C này là dành cho anh. Anh muốn cho nó uống, uống đi con. Thì đó chú, cho con uống đi. Mẹ kỳ quá à. Không được, không được. Không được. Thôi vô trong lấy nước uống đi. Sao cái nhà này kỳ cục quá vậy trời. Tôi nói bao nhiêu lần rồi, không bao giờ ai nghe lời tôi hết. Rồi giờ làm sao? Không. Anh Tùng. Bài nha. Không được. Có winner ở nhà nha, không có để vậy được nha. Anh Tùng. Thôi bây giờ là anh nói nghe nè. Thôi, ngồi xuống. Rồi thôi, lên ngồi xuống đi. Anh Tùng. Tự nhiên uống ly nước cam xong tự nhiên bị kỳ cục. Tôi biết rồi, tôi đi dây. Anh Tùng. Tùng, anh sẽ không bao giờ thoát khỏi tay em. Ông Đức ơi, mẹ con bị làm sao ông Đức ạ? Ông vào xem giùm con đi ông. Coi cái gì vậy? Mẹ, bị cái gì vậy? Bị cái gì đó? Hả? Có hồ sao vậy? Anh Tùng. Cái gì vậy? Phải. Phải. Anh Tùng bằng xương bằng thịt đi mà. Cái gì trời? Anh Tùng. Trời đất ơi. Anh Tùng à. Trời ơi. Em xin nhẹ nhàng như một con mèo. Cái gì mà như mèo dần chuột. Trời ơi, tôi là Đức mà. Không, anh là anh Tùng. Trời ơi. Mẹ làm sao vậy? Mẹ con bị cái gì rồi? Phải đưa đi bệnh viện cấp cứu thôi. Trời ơi. Anh phải không bao giờ thoát khỏi tay em. Trời ơi, đi ông Đức mà. Quá. Thôi mà. Đừng nhắc chuyện hôm qua nữa. Chú kỳ quá. Đúng là hết chỗ nói rồi à. Ha